Mai gì trời. Xin chào bà con nha. Giờ này mình sẽ thả cá giúp cho cô Diệu Đức này phóng sanh giữa sông cái. Mình thả mớ cá này do cô Diệu Đức. Cá bự bự không? Ở dưới khúc cuối cá bự bự không? Này. Rồi 15 ký. Cái gì vậy rồi? Của dạ, cô về Diệu Đức tao. Cái mã khác đi. Của cô Diệu Đức hả? Dạ, cô Diệu Đức. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Phật Tổ Phật Thầy. Lấy vợ thính ra đó. Nay con có thả dùm cho cô Diệu Đức nước ngoài một số tiền để mua cá phóng sanh. Giữa trời giữa đất con đã đăng sức sợ thả nhờ ơn trên hoàng thiên dưới ô thổ Phật Tổ Phật Thầy mẹ Quan Thế Âm Bồ Tát cứu khổ cứu nạn bà Quan Thế Âm Bồ Tát cứu khổ nạn thiên bà hộ bệnh các ngài các tấn các ngài từng dẫn đông tây nam bắc cứu kính giáp cho gia đình của cô Diệu Đức ở nước ngoài, gia hộ đôi cho gia đình cô sớm bệnh tật tiêu trừ tai qua nạn khỏi trí huệ thông minh trên bước đường tu học vững bền đến ngày thành công viên mãn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Đà Phật, con xin thả trước đầu tiên. Xin chào bà con nghe, hiện giờ mình đang ở giữa sông cái. Mênh mông luôn. Mình đi thả cá giúp cho cô Diệu Đức. Cầu mong cho những chú cá thả được mang lại sự bình an may mắn cho cô Diệu Đức. Thêm soạn nữa. Rồi chưa? 10 ký gỡ. Một cũng không chịu. Ký gỡ không chịu. Mười cái chữ nữa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Ngay trên hoàng thiên dưới hô thổ Phật Tổ Phật Thầy mẹ Quan Thế Âm Bồ Tát cứu khổ cứu nạn bà Quan Thế Âm Bồ Tát cứu khổ cứu nạn thiên bà hộ bệnh các ngài các tấn các ngài tình cảm đông tây nam bắc gia hộ độ. Con thả xô cá cuối cùng của cô Diệu Đức ở nước ngoài, có gửi về số tiền để chúng con thả phóng sanh cá hôm nay nhờ ơn trên hoàng thiên dưới hô thổ Phật Tổ Phật Thầy gia hộ cho gia đình của cô bệnh tật tiêu trừ tai qua nạn khỏi trí huệ thông minh trên bước đường tu học vững bền đến ngày thành công viên mãn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật nhờ ơn trên kính giám. Nam mô A Di Đà Phật. Quá trời. Rồi. Cuối cùng nhờ ơn trên kính giám. Bây giờ mình đang ở giữa sông cái, mình thả cá cho cô Diệu Đức. Hiện giờ mình thả được là số ký là 23,5 ký rưỡi, giá là 23.000 đồng một ký. Thì hiện giờ là số tiền thả là 540.500 đồng. Bây giờ mình sẽ gửi cho cô 540.000, rồi bắt đầu mình sẽ đi ra chợ mua cá thả tiếp. Và rồi giờ là mình thả được 23.5 ký, số tiền thả trước là 540.000. Cái đó bằng gì vậy? Cái đó tôm bấm dầu nóng đó. Hai giờ nóng được đó, một giờ này nó quá thôi. Rồi giờ này mình với chú Tám đi vô nhà bà con ơi.
Giờ mình đang ở ngoài chợ Mương Điều. Thì bữa trước mình thả cá cho cô Diệu Đức thì mới có 540.000 thôi. Nay thì mình đi chợ mình thả tiếp, thả cá, cầu bình an giúp cho cô Diệu Đức 79 tuổi, cô Phạm Thị Mừng 76 tuổi và chị Quảng Liên, anh Trân Tiến ở nước ngoài. Xin mời bà con tiếp tục theo dõi nha. Rồi chú Tám tới rồi nè, này có chú Tám đi cầu nguyện cho cô, cho anh chị. Bà con nghe, giờ này mình sẽ tiếp tục lên chợ để đi mua cá thả phóng sanh giúp cho cô Diệu Đức. Cầu bình an cho cô Diệu Đức, cô Phạm Thị Mừng, anh Trần Tiến, chị Quản Lý. Giờ này ra chợ thì cá bao la luôn bà con, cá người ta bán nhiều lắm. Dạ. Đây là cô ơi. Đây là bao nhiêu ký chị? Không biết cân chứ con bán 50 á, 50 lên á. Bao nhiêu tiền một ký á? 20.000 ký. Rồi chị cân cho em đi. Được chưa? Rồi cân lớn. Cho 18.000 được sao? Dạ không, cá chép không ạ. Thôi 19 đi. Không lấy 20 cũng được. Rồi cái nhiêu? Cảm cán đi lạnh dữ nha. Dạ dạ. Ồ, cá dữ. Được, tuyệt vời. Đâu không mua đâu. Nước chảy lơ chảy mạnh chứ à. Trước nước chảy à. Ngay trên hoàng thiên dưới hậu thổ, Phật tổ Phật thầy, mẹ Quan Thế Âm Bồ Tát cứu khổ cứu nạn, bà Quan Thế Âm Bồ Tát cứu khổ cứu nạn, tuyên bào hộ bệnh các ngày, các đến các ngày từ giảng đông tây nam bắc, gia hộ cho gia đình của cô Diệu Đức 79 tuổi có gửi về số tiền thả cá, và cô Phạm Thị Mừng 76 tuổi và chị Quảng Liên và anh Trân Tiến có gửi về số tiền để thả cá phóng sanh con nay thay mặt để con thả nhờ ơn trên gia hộ và cho những gia đình để thả được nhiều sức khỏe và bệnh tật tiêu trừ tai qua nạn khỏi, trí huệ thông minh trên bước đường tu học vững bền đến ngày thành công viên mãn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Wow. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Tại vì cái số tiền thả cá cho cô Diệu Đức là 1.600.000 đồng, bữa hôm mình thả là 540.000 đồng rồi, nay mình thả thêm 1.060.000 đồng nữa.
thì nó khoảng 53 kg, khoảng 53 kg. Ở đây là cái sạp cá, người ta bán cá nhiều lắm. Chị can cho em thêm 23 kg nữa thôi. Được không? Được, đủ 23 kg rồi. Không có nhiêu đây. Không có là bắt thêm cái chơi cho đủ 23 kg. Để chưa, không có sao đâu. Rồi miếng coi. Rồi cái đó còn 10 kg chứ còn. Cái này 13 kg thêm, đủ có thêm cái ghé chê cho đủ 13 kg hay chứ còn. Chê này nó bị không có gì chứ. Rồi 13 kg còn 13. Đâu rồi đó, mình bán không bán thì thôi, bán không xanh thì bán cho đúng. À, hồi nãy là 30 kg, này thêm 23 kg nữa. À, giá tiền là 1.060.000 đồng luôn bà con ơi. Ở đây sông lớn nó chảy, nước chảy quá trời mạnh luôn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Nay con cũng thay mặt cho những cô có gửi tiền về để thả phóng sanh cá, nhờ trên Hoàng Thiên dưới Hồ Thổ, thập phương Phật, thập phương Pháp, thập phương Tăng, Nam mô Phật Tổ, Phật Thầy, Mẹ Quan Thế Âm Bồ Tát cứu khổ cứu nạn, Bà Quan Thế Âm Bồ Tát cứu khổ cứu nạn, Thiên Bảo mình các ngày các đấng các ngày từ giảng Đông Tây Nam Bắc cũng gia hộ cho những cô Diệu Đức 79 tuổi, cô Phạm Thị Mình 76 tuổi, và chị Quảng Liên và anh Trân Tiến, cái số tiền gửi về cho chúng con thả cá phóng sanh nhờ ở trên Hoàng Thiên với Hữu Thổ, Phật Tổ, Phật Thầy, Mẹ Quan Thế Âm Bồ Tát cứu khổ cứu nạn, Bà Quan Thế Âm Bồ Tát cứu khổ cứu nạn, Thiên Bà hộ bệnh các ngày các đấng các ngày từng giảng Đông Tây Nam Bắc cũng gia hộ cho những gia đình bệnh tật tiêu trừ, tai qua nạn khỏi, trí huệ thông minh trên bước đường tu học vững bền đến ngày thành công viên mãn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Đây con thay mặt để thả. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Rồi xong rồi chứ Tám ơi. Dạ, đúng. Tại bữa hỏi mình khá ngoài xong kia hết mớ rồi. À, chào bà con nghe, hiện giờ mình đã thả xong số cá. Hôm nay mình thả thêm 53 kg nữa là 1.060.000 đồng. Giúp cho cô Diệu Đức, cô Phạm Thị Mừng, chị Quảng Liên và anh Trân Tiến. Hy vọng là những cái số cá thả được mang lại sự may mắn, bình an và sức khỏe cho cô, cho anh chị. Xin cảm ơn bà con đã theo dõi. Xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại bà con trong những clip sau. Tiền luôn chị ơi. Dạ, đã xong rồi. Dạ rồi, cảm ơn chị. Rồi đi bà con ơi. Mọi chợ chắc này cũng rất là nhộn nhịp luôn.